Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với Đình Vũ Z 900. Như mọi người đã biết thì hiện tại bên mình đang có một cửa hàng tại số 1, ngõ 102 Kim Nghiu, Hà Nội. Nhưng mà ngoài ra thì bên mình còn bán mũ online mọi người ạ. Mình ship đi các tỉnh rất nhiều luôn. Và mình biết là có một số bạn đang quan tâm tới các dòng mũ bên mình. Thì các bạn đang muốn biết xem là bên mình sẽ kiểm tra mũ và đóng mũ gửi tới tay các bạn ra sao. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới mọi người cái quá trình đó mọi người nhé. Và mình xin cam kết 100% tất cả những cái thông tin mà mình chia sẻ ở phía sau này thì đều đúng 100% như thực tế luôn. Và khi các bạn nhận mũ, các bạn cứ kiểm tra xem mình có làm đúng như vậy không. Các bạn được kiểm tra mũ thoải mái trước khi thanh toán, và bên mình hỗ trợ đổi size đến khi nào vừa thì thôi. Đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra cái mũ này mọi người ạ. Chúng ta sẽ kiểm tra về mặt bên ngoài trước. Hôm nay thì có một bạn khách chốt chiếc mũ Yowie 981 màu đen bóng. Ngoài ra bạn ấy còn lên tem đề can cơ. Thì tí ở phía sau thì mình sẽ chia sẻ tới mọi người cái tem đề can. Sau đó mình sẽ kiểm tra đến kính của mũ. Cái mũ này thì có hai kính, mình sẽ kiểm tra cả kính ngoài và kính trong xem có vấn đề gì hay không. Sau đó là kiểm tra tới tất cả những cái khe lấy gió, khe thoát gió ở phía trước và phía sau. Rồi một cái phần rất quan trọng nữa đó là kiểm tra ở phía bên trong. Thì phía bên trong mà chúng ta phải quan tâm ngay đầu tiên đến cái khóa mũ. Đó thì mình sẽ kiểm tra bằng thao tác là đóng mở, kéo đi kéo lại xem có được có vấn đề gì hay không. Sau đó là kiểm tra đến bộ lót vải. Bộ lót vải mình sẽ kiểm tra lại xem là nó có bị xô dịch ở chỗ nào hay không, có chỗ nào mà chưa được đóng kín khít hay không. Thì sẽ kiểm tra thật tỉ mỉ cho mọi người để tránh trường hợp khi mũ đến tay mọi người thì nó có lỗi gì đó. Và các bạn khi nhận mũ mà shipper ship với các bạn ấy thì các bạn cứ kiểm tra thoải mái nhé. Bạn khách hôm nay thì có chọn thêm một bộ tem nữa, đó là bộ tem ARV màu vàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái quá trình mà mình dán tem cho bạn khách này. Thì tem mũ thì mình đã in sẵn rồi, cắt sẵn rồi và mình để trong những cái thùng mũ, cái thùng đựng như thế này. Cái bộ tem ARV màu vàng là một bộ tem mà mình bán cũng được rất nhiều luôn mọi người ạ. Sau khi chọn xong tem thì mình phải trải cái tem này ra, bởi vì mình cuốn nó vào cho nó gọn mà. Bây giờ mình sẽ trải nó ra này, cho nó phẳng phiu á. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái quá trình dán cái bộ tem đề can ARV màu vàng này. Bên mình còn có rất nhiều bộ tem khác như là ARV màu đỏ, màu xanh, GB. Hay là những bộ tem như là Beam Dup, R1, Exciter, Repson. Và càng ngày sẽ càng cho ra nhiều bộ tem hơn. Những cái bộ tem này thì đang được bán với giá là 200.000. Nhưng mà hiện tại thì đang có cái ưu đãi khủng luôn mọi người ạ. Đó là giảm tới 70%, chỉ còn có 60.000 khi các bạn mua cục mũ. Nên là những bạn nào mà mua mũ bên mình ấy mà muốn dán tem đề can thì hãy tận dụng ngay cái thời điểm mua mũ mọi người nhé. Được giảm giá cực nhiều luôn. Thì đây là cái bạn nào ở bên mình thì bạn ấy đang dán cho cái mũ Yowie 981 màu đen bóng. Thì cái quá trình này mình sẽ tua nhanh thôi. Sau đó là chúng ta sẽ xem cái kết quả mà sau khi bạn đã dán xong. Thì chúng ta sẽ thấy là một chiếc mũ khác hoàn toàn so với mũ jean luôn. Cái đề can này thì bên mình cũng bảo hành đầy đủ cho mọi người luôn nhé. Nếu như mà có bong chóc hay gì đó thì các bạn cứ mang vào cửa hàng mình sẽ fix cho mọi người đến khi nào ok thì thôi. Và nếu như nó bong chóc quá chẳng hạn thì mình sẽ tháo ra dán cho mọi người bộ tem khác. Ở đây thì có một cái bộ tem Monster đã được dán sẵn trên chiếc mũ Rock 01 và chuẩn bị để đóng hàng gửi đi cho khách hàng. Ở đây thì có một số những mũ mình đã dán sẵn tem rồi, như là những bộ tem như là Kawasaki này, bộ ARV này, ARV màu xanh, màu đỏ, hay là bộ Exciter và bộ Kawasaki màu xanh đá này mọi người ạ, một màu xanh đặc trưng của nhà Kawa. Thì ngoài ra còn rất nhiều bộ tem khác. Và đây là sau khi mà mình đã dán xong đề can. Chúng ta cùng nhau thưởng thức cái kết quả này mọi người nhé. Các bạn thấy là cái mũ nó khác hoàn toàn đúng không mọi người? Nó đẹp hơn, nó chất hơn. Mình sẽ quay cận cảnh cái bộ tem này cho mọi người xem. Đây là bộ tem ARV màu vàng, nổi bật với hai dòng chữ ARV ở phía hai bên má và phía sau cũng rất đẹp luôn. Đây các bạn nhìn này, chắc chắn là các bạn không thể nào mà có được một cái bộ tem mà nó được như sơn đâu mọi người ạ. Mình khẳng định một điều rằng là không thể nào mà chỉn chu tỉ mỉ như sơn được. Nhưng mà ở cái khoảng cách tầm khoảng 2-3 mét các bạn nhìn ấy, thì các bạn sẽ không nhìn ra được đây là dán tem đề can đâu. Chỉ có khi nào mà các bạn cầm, gọi là cầm sát vào tay luôn ấy, thì mình nhìn thì mình sẽ thấy được à đây là dán tem đề can. Thì cái điều này là điều rất là khó để có thể mà làm cho nó xịn được như sơn. Nhưng mà dán tem đề can là một cái phương thức rất là rẻ luôn, giúp cái mũ của các bạn nó bền màu hơn này, nó chống xước tốt hơn này, và các bạn lại thể hiện được cá tính của các bạn. Các bạn thích thì các bạn dán bộ ARV này chơi chán 6 tháng 1 năm các bạn bóc ra các bạn dùng bộ tem khác, bên mình có rất nhiều luôn. Và cái bạn khách hôm nay ấy, thì bạn ấy ngoài việc dán tem đề can ARV nữa thì bạn ấy còn làm thêm một cái phụ kiện nữa mọi người ạ, đó là gắn thêm đuôi gió cho chiếc mũ Yowie 981. Chiếc mũ Yowie 981 vô tình lại gắn đuôi gió cực đẹp luôn mọi người ạ. Đây là cái form mũ của những cái mũ Yowie ấy, nó rất là thể thao luôn nên là gắn đuôi gió cực đẹp. Còn những cái mũ của LS2 ấy, thì các bạn có ép mình gắn đuôi gió mình cũng không gắn,
bởi những cái mũ của LS2 nó gắn đuôi gió thực sự nó không đẹp đâu. Ở đây thì mình gắn cho nó một cái đuôi gió Bista. Cái quá trình gắn đuôi gió này thì mình cũng đã chia sẻ với mọi người rồi, và cũng đã có rất nhiều bạn gắn đuôi gió ở bên mình. Gắn đuôi gió thì chúng ta phải khoan mũ mọi người ạ. Nhưng mà mình đã tính toán và chọn ốc khoan làm sao cho nó chắc chắn nhất và nó không ảnh hưởng gì đến các bạn, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng mọi người nhé. Cái phần đuôi gió này mình cũng bảo hành cho mọi người luôn. Cái đuôi gió này thì đang được bán với giá là 100.000, nhưng khi các bạn mua cùng mũ mình cũng giảm cho mọi người tới 70.000, chỉ còn 30.000 thôi. Các bạn nhớ giúp mình những cái ưu đãi giảm giá về tem mũ này, về kính màu này, hay là về đuôi gió này thì chỉ được áp dụng khi các bạn mua cùng mũ thôi. Khi các bạn mua cùng mũ mà các bạn mua những phụ kiện này thì giảm cực kỳ nhiều luôn đấy. Gần như là những cái phụ kiện này mình giảm mình không có lãi một tí nào đâu, còn mất công làm nữa cơ. Dán cái bộ đời ca này thì thú thật đấy mọi người, cũng phải loanh quanh vào tầm khoảng 2 tiếng mới xong đấy. Và gắn đuôi gió này nữa, chứ không phải là tự nhiên đặt lên là xong đâu mọi người ạ. Và mình xác định chủ yếu là mình bán cái mũ thôi, còn những cái bộ đề can hay là những cái đuôi gió hay là kính màu thì đây đó là những cái sự khác biệt của cửa hàng mình. Nên là rất mong mọi người sẽ tin tưởng và mọi người ủng hộ mọi người nhé. Gắn đuôi gió này thì sẽ dùng 3 con ốc mọi người ạ, 2 con ốc ở hai bên và 1 con ốc ở chính giữa. Cái mũ Joey 981 này thì gắn đuôi gió cực kỳ fit luôn đấy, nó fit tới 99% luôn. Nên là khi các bạn nhìn cận cảnh luôn thì các bạn cũng thấy là gần như không có một khe hở nào luôn đấy. Sau khi mà mình gắn xong 3 con ốc này thì mình sẽ vặn lại thật chặt 3 con ốc này, test thật kỹ luôn cho mọi người. Các bạn thấy là khi mà gắn cái đuôi gió này vào thì nhìn ở đây thôi là đã thấy cái mũ nó dài hơn rồi đúng không mọi người? Nó thể thao hơn, nó cá tính hơn. Cái combo mà Joey 981, độ đuôi gió, xong rồi độ tem này và gắn cả kính màu nữa là một cái combo mà mình bán rất chạy luôn. Đây chúng ta sẽ cùng nhau xem cận cảnh cái kết quả mình có mọi người nhé. Bộ tem AGV màu vàng này, sau đó gắn thêm một cái đuôi gió Bista. Các bạn nhìn mà xem này, gần như không có một cái khoảng hở nào luôn mọi người ạ. Rất là kín khít luôn nhé. Cái bộ AGV này thì còn có cả AGV màu đỏ hoặc là màu xanh GB. Các bạn mà thích màu nào thì các bạn cứ nhắn tin cho mình, thì mình sẽ tư vấn chi tiết hơn cho mọi người. Cái mảng đề can nó là một cái mảng mới ở bên mình, nên là mình chưa kịp cập nhật trên website. Và trong thời gian tới thì mình sẽ cập nhật đầy đủ ở trên website bên mình. Thì các bạn cứ lên trang web đinhvuz900.com thì sắp tới sẽ có đầy đủ luôn mọi người nhé. Sau khi mà mình đã hoàn tất tất cả những cái phụ kiện gắn cho cái mũ này thì bây giờ mình sẽ đóng hàng. Các bạn thấy là đầu tiên là mình sẽ đóng cái mũ vào trong một cái chống sốc. Cái chống sốc này mình đã cắt rãnh rồi. Những bạn nào mà đến cửa hàng mình ấy thì sẽ thấy là bên mình cắt rãnh chống sốc rất nhiều luôn. Và mình cắt làm sao cho kích thước nó vừa với mũ luôn. Đấy, mình sẽ cuộn cái mũ vào trong cái chống sốc. Và mỗi cái mũ sẽ được bọc hai lớp chống sốc. Thì bọc như nào chúng ta cùng xem nhé. Đây là lớp chống sốc đầu tiên này, mình sẽ bọc vào như vậy. Sau đó thì mình sẽ bọc nó vào một cái túi vải. Tất cả những mũ mà các bạn mua bên mình ấy thì đều có túi vải. Túi vải này là cái túi mà nhà sản xuất họ đã làm sẵn rồi. Thì tùy từng thương hiệu sẽ có một túi vải khác nhau. Khi các bạn nhận mũ ấy, các bạn cứ kiểm tra cho mình, giúp mình xem là có đúng như thế không. Và rất là mong những bạn nào mà đã mua mũ online bên mình, trong cái video này mà các bạn có thể xem được ấy, các bạn xem được cái video này thì các bạn chia sẻ giúp mình nhé, là các bạn nhận mũ có đúng như vậy không. Và mình nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người là đóng mũ rất chắc chắn và cẩn thận. Thì thực sự là cảm ơn tất cả mọi người. Đó là cái động lực để cho bên mình tiếp tục phát triển. Và mình sẽ cố gắng làm sao cho nó hoàn thiện hơn nữa. Bởi vì là cái mũ này là một cái sản phẩm mà nó mang lại sự an toàn cho mọi người. Nó cũng là những sản phẩm mà đắt tiền chứ không phải rẻ tiền đâu mọi người ạ. Nên là bên mình phải làm rất cẩn thận luôn. Đấy, các bạn thấy không? Mình đã đóng thêm cho nó một cái chống sốc nữa. Và đây thì có một cái kính trong suốt của khách, vì khách có mua thêm một cái kính màu gương vàng mà. Đấy, sau khi mình đóng thêm hai lớp chống sốc vào mọi người nhé. Mình tin chắc là khi mình đóng hàng ở đây rồi là đã rất nhiều bạn yên tâm rồi. Nhưng mà mình còn làm cho nó tiếp tục thêm một cái lớp nữa cơ. Lớp gì thì tí chúng ta cùng xem mọi người nhé. Đấy, sau đó mình đặt cho nó một cái bìa vào đây để cho nó không bị xô sạch khi trong quá trình vận chuyển. Các bạn nào mà đã làm ở những cái bên giao hàng, những bên vận chuyển hàng thì mọi người thấy là họ lém hàng không thương tiếc luôn. Mình thì chưa làm ở bên đó nhưng mà mình ship hàng qua những bên giao hàng rất nhiều luôn. Trời ơi, họ cầm hàng họ lém, xong rồi có những trường hợp họ còn ngồi lên cơ. Thì đây là điều mà thực sự là khó tránh khỏi. Nên là những người mà bán hàng như mình thì phải cố gắng bọc hàng làm sao cho cẩn thận. Chứ mình mà đòi hỏi bên giao hàng họ phải cầm hàng của mình thật nhẹ nhàng thì không có đâu. Mặc dù mình còn dán cả cái dòng chữ là hàng dễ vỡ cơ. Đấy, và bên mình còn bọc thêm cho nó một cái bìa cắt tông bên ngoài mọi người ạ. Cái bìa cắt tông này thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Chia sẻ thật với mọi người là cái bìa cắt tông này là bên mình cắt ra từ những cái bìa mà bên mình có. Khi mà bên hãng ấy, họ gửi mũ về bên mình thì họ sẽ đóng trong những cái thùng. Các bạn mà xem video trước thì mình chia sẻ ấy, họ sẽ đóng trong những cái thùng này. Thì những cái thùng này thường mọi người sẽ
bóc giá vất đi và bán sắt vụn đúng không? Nhưng mình giữ lại mọi người ạ, và mình tạo thành những cái thùng như này sẵn, và khi bọc mũ thì mình chỉ việc cho vào thôi. Chắc chắn thì nó sẽ không thể nào đẹp bằng những cái thùng mà các bạn đặt ở các cửa hàng người ta làm ấy, nhưng mà những cái thùng mà họ đặt ở những cửa hàng làm ấy thì những cái thùng nó mỏng lắm mọi người ạ. Còn cái thùng này thì rất là dày luôn. Và bên mình thì mình muốn tiết kiệm chi phí mà cũng không muốn nó vất đi nó phí, thì mình sẽ bọc như này. Và đây là sau khi mình đã bọc xong rồi, mình sẽ quấn một cái vòng băng dính rất là chắc chắn luôn. Mình sẽ dán cái tem là hàng dễ vỡ này, dán logo cửa hàng của mình có số điện thoại này và cái mã vận đơn rất là chỉnh chu luôn. Thì khi các bạn nhận được hàng thì các bạn cứ kiểm tra như này mọi người nhé. Nếu đúng như vậy thì hãy nhận hàng, còn không đúng thì đừng nhận hàng. Đỉnh Vũ Z900 là phải như vậy và sẽ cải tiến ngày càng tốt hơn. Video hôm nay thì mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Các bạn đừng quên sub kênh và chia sẻ ủng hộ mình mọi người nhé. Những bạn nào mà cần mua mũ thì cứ liên hệ với mình qua fanpage Đỉnh Vũ Z900 hoặc qua số điện thoại mình có để ở đây. Xin chào mọi người nhé.